sốc luôn. Ừ, đúng rồi. Hơi bị sốc. Đúng rồi. Tại em đã nói lần đầu em thích con trai mà tính toán kỹ. Thế rồi sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị. Sao vậy? Bị đau mắt. Mời bạn nam. Mình có thể giới thiệu sơ sơ lý lịch của mình. Chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Chào chị Cát Tường và chào bạn gái phía bên kia. Em tên Lâm Tấn Phương, em nghề nghiệp em là kỹ sư xây dựng cầu đường. Dạ em 30 tuổi, hiện nay em đang học cao học. Nhà ở đâu? Dạ em ở Bạc Liêu. Hiện tại bây giờ ở đâu? Hiện tại là em đang ở Sài Gòn chị. Rồi. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh và bạn bên đó. Em tên là Tuyết Minh, em 26 tuổi, hiện em đang làm nhân viên xét nghiệm. Xét nghiệm gì? Em xét nghiệm trong bệnh viện á chị. Làm cái... mình làm việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Quê mình ở đâu bạn? Quê em ở Đồng Nai nhưng mà hiện em đang sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể giới thiệu một chút xíu về mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, không mít ướt, vui vẻ với lại là đúng giờ. Còn điểm yếu của em là nóng tính. Biết sao em thấy em bình thường mà mọi người nói em dữ. Với lại là em đi chợ, em hay để quên đồ ngoài chợ. Cái này lạ nha. Hôm bữa em đi chợ, em để quên cái bịch thịt ở ngoài chợ. Cái xong em về nhà em thấy mình để quên rồi, em suy nghĩ là không biết mình nên lấy không ta. Cái suy nghĩ cái quyết định em định đi ra chợ đi tìm. Cái em gặp cái chú mà nãy mua rau, em hỏi chú có thấy bịch rau của con không? Trời ơi, có bịch rau mà cũng để quên. Ủa vậy để quên bịch thịt hay quên bịch rau? Quên bịch thịt. Bịch thịt sao ra đi kiếm bịch rau. Nói chung là em để quên bịch thịt. Ờ. Trời ơi trời. Nghe cái câu chuyện để quên đó, bạn trai có cảm giác gì? Ủa anh chồng tôi đâu? Dạ cái đấy chắc không dám quên đâu anh. Không dám quên đúng không? Dạ. Đấy bạn bạn nữ vừa trải lòng mình một chút xíu về tinh thần của bạn ấy. Còn bạn? À em chắc cho em nói về cái sở thích của em đi. Rồi. Em có cái sở thích cũng hơi lạ. Em hay thích đọc mấy cái mà chuyện cười có tính chất và kiểu mà hại não với bá đạo anh. ví dụ. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha. Con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não quá. Cái tim. Dạ thì có thể là cũng đúng nhưng mà cái đó là mình nghĩ theo cái cách thông thường, còn mình nghĩ theo hướng bá đạo mình trả lời vậy thì nó không có gọi là bá đạo. À thôi tôi biết rồi. Cái gì vậy? Hỏi lắc léo, hỏi đố nữa. Con gì? Con trai. Con trai có Ngọc. Ờ à, đó là chị biết. Ai biết nghĩ vậy chị? Hay. Đúng là bá đạo. Đố cho anh á, con gái có gì quý nhất? Đó, trả lời bá đạo đi. Cái này em nghĩ chưa ra chị ơi, để hôm nào nghĩ ra đi em nhắn tin em trả lời chị. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ điểm yếu điểm mạnh của bạn, đừng nói điểm mạnh là đố người ta nha. À, dạ không, chắc em nói điểm yếu của em chút xíu. À em hay hát. Hay hát là điểm yếu hả? Dạ tại vì nhiều khi á mà em hát cái dạng như là gặm ngồi cũng hát nghêu ngao, nhiều khi đang ra đường chạy xe cũng hát nữa chị. Nhiều khi á đi tới đèn đỏ dừng cái ta quay qua nó nhánh. Thằng này miệng nó nhép nó bị não hay gì á đó. Đấy, làm thử cái con biết cái mức độ tới cỡ nào thử hả chị? Ờ đúng rồi chắc em cho em đứng lên cho có nội lực rồi, đúng rồi. À. Đúng rồi em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng, anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim ta chót vong thân, ta chót vong ân, mang tôi hoa niên làm kiếm phong trần. Hát hay mà. Dạ, em nói em đâu có nói em hát dở đâu, mà tại vì em nói em hay hát là do mình muốn hát hay là mình phải tập luyện lên để mình mới hát hay được. Đó mà nhiều khi người ta ra đường nó nói ôi thằng này nó bị khùng. Giờ em hát bài gì bá đạo cho chị Tường nghe coi kìa. Ủa chị muốn hát em chế lại khúc sau nghe cho rồi, nó bá đạo chứ. Bá đạo nha. Anh sẽ đưa em đi về nhà anh em nhé. Anh sẽ yêu em, thương em chân thành và đến suốt đời. Còn chi ngại ngùng nữa em ơi, còn chi giận hờn nữa em ơi. Em hãy tin anh, em hãy theo anh, ta bấm nút nhanh cùng nắm tay về. Câu cuối cũng được, cũng có bá đạo. Cái này cũng cô gái dữ lắm nè. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ cũng sơ sơ vài mối chị. Vài mối. Với cái mục rùi này, với khả năng ca hát bá đạo vậy, sao tại sao phải cần nhờ tới Cát Tường với Quyền Linh? Dạ thì cái gì nó cũng có nguyên nhân nó chị. Một tán gái hay lắm hả? Dạ không, tán có gái chiêu... hay thì ế sao ngồi có đây. Có chiêu gì không? Dạ không chị. Chiêu sao được chị, tại vì mỗi người tính cách khác nhau. Nếu chị có chiêu gì xài chung được chị thì nó giết cũng biết kiếp, nó bán nó lấy tiền vào chết. Cần cái gì nhất ở người phụ nữ? Ngoại hình có quan trọng không? Thì em cũng muốn có ngoại hình là cao một chút. Tại vì mấy chị nha, em cũng tương đối cao không, cũng hơn 1m6 không à. Nếu mà lỡ như mà em lấy cái bạn nữ về hơi thấp quá thì nhiều khi tội nghiệp cho bạn ấy.
tôi chỉ hỏi thích cái gì, tôi đâu có cần lý giải đâu, mà mỗi lần hỏi một câu lý giải dài dữ vậy. Dạ. Một hồi 2 phút nói chuyện làm ơn để cho người ta nói vậy đó. Khó ghê. Khó ghê luôn. Hỏi người ta trả lời là không có. Nè nè nè. Bữa nay tôi làm mai nha. Chê tôi là chết à. Nói chung là cũng chăm sự nhờ chị, qua bên kia nói tiếp em chút. Nghe không? Nãy giờ ngồi đây cũng nghe rồi. Anh thấy em lanh quá chị. Anh lanh quá. Anh thấy em lanh không? Còn hơn em. Em lanh không? Thì hơi hơi. Đó, nãy giờ do chị đè bên kia không cho bên kia nói. Đúng rồi. Bây giờ cho bên nữ nói nè. Rồi đó. hai người nói đi. Rồi không, không. Nãy giờ em nói rồi tới bạn. Rồi. Nãy mình nói hát, bây giờ em hát lại đi. Điều nhục nhã của em là hát á chị. Tại vì trước khi em tham gia chương trình này á là mọi người trong cơ quan có tập cho em rồi. Vậy. Không, chứ em chưa kể hết. Tập xong á cái em hát giọng cổ rồi hát còn nhạc buồn á, cái họ cười chảy nước mắt, họ kêu em đừng có hát, hát là bạn nam anh bệnh đi về. Nói chuyện bà anh đâu, hát đi. Dạ, vậy cho em hát em nhắm mắt nha chị. Cũng được. Tại vì em thấy người ta cười em hát không được. Em hát bài chị ông nâu nâu. Nghe cái tựa là ta cười rồi đó. Nói trước em hát dở nha, nên mọi người đừng có bất ngờ. Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Chú gà trống mới gây, ông mặt trời mới dậy. Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Dạ hết rồi. Nãy anh nói quá, bây giờ em nói lại đi. Trời, làm giật mình nha chào em. Hay mà. Thiệt không anh? Thiệt. Nít nó khoái lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Ghét nhất là đàn ông keo kiệt. Nãy quên hỏi vụ này. Chút anh nhớ lại là nhìn lượm thởm á. Không, mà đây lịch sự lắm. Tại gì nữa, không thích gì nữa. Bao đó hả? Vô đó rồi anh. Dạ, còn em thích tiêu chuẩn của em á là người đàn ông cao 1m65 trở lên. Rồi. Khuôn mặt chữ điền, hàm răng trắng đều. Thôi hàm răng đều được rồi, khỏi cần trắng. Mà này cũng lành cho ớn luôn à. Thôi, bây giờ nè, hỏi người nhà em có đi theo không? Dạ, em có cái anh bạn đi theo. Chào anh bạn, thấy cô mình nói thế nào? Dạ, bạn bên này thì rất là xinh, rất là hợp với bạn của em. Ý hỏi mình bình thường nó nhiều vậy hả? Dạ không, bình thường thì do là tính của bạn này cởi mở cho nên rất là thân thiện, chứ không có nói nhiều. Hôm nay lên chắc vui. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với nguyên đội ế. Nguyên một đội ế. Rồi rồi. Dạ, 4 bạn nữ xinh xắn. Dạ, chào anh Huyền, lên chào chị Cát Tường. Chào đội ế. Thế này sao? Đầu tiên là ảnh hài, bạn em cũng hài dữ lắm anh. Em một rồi, anh có ý kiến gì không? Chắc bay em phải đi xóa quá chị. Không anh, đừng xóa anh. Nốt rồi đó, tài giận tốt. Em thích coi bói lắm. Trời ơi, trời ơi, em coi quẻ cho hai người này coi. Coi bạn. Coi ngày tháng nào được coi em báo luôn. Coi quẻ này được không? Theo em coi bói, năm 2019 kết hôn được, đẹp. Rồi, cảm ơn bạn. Kéo màn lên, hai bạn sẽ có 2 phút để gặp nhau. Nào, chuẩn bị tinh thần. Hai người quay mặt nhìn nhau. Chào em. Chào anh. Đầu tiên anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Ghét ai một rồi bự một rồi tôi lắm nha, thật sự luôn. Anh thì tính anh thì anh nói nhiều vậy thôi, thật sự anh là rất là nghiêm túc, thành ra trong chuyện tình yêu anh cũng rất là nghiêm túc. Còn em, quan điểm tình yêu em như thế nào? Em theo em quan điểm về tình yêu là sự chung thủy, tôn trọng và chia sẻ. Đúng rồi, anh rất là thích hai người phải chia sẻ và chủ động lẫn nhau chứ. Bữa anh học chừng nào xong, chừng nào đám cưới? Dạ, em đang làm luận văn chị. Em bây giờ thì chỉ cần kiếm được cô dâu thôi, nhà ba mẹ rất là ok rồi. Tại thì anh chưa có làm ra được nhiều tiền, tiền đó thì tất cả là của cha mẹ hết. Em làm cái đó cũng có tiền mà sao em nói em chưa có giữa ba mẹ là sao? Chừng mình gọi là làm thì có tiền, mình cũng phải xài, mình cũng phải sống ăn như chị. Với lại bản thân mình đang là thanh niên, nó độc thân thì nói chung mình xài tiền thì nó cũng hơi thoáng một chút. Bây giờ giá tiền tháng mà có 10 triệu bạn dám mua cái điện thoại 8 triệu tặng cho bạn gái không? Dạ không chị. Chứ điện thoại nhiều mua. Em không có cái khái niệm là mua mà tự nhiên mà tặng. Tại vì đơn giản là khi mà mình tặng quà cho bạn á, thì phải có là một cái ý nghĩa gì đó hoặc là một cái gì đó, chứ tự nhiên nói anh mới lãnh lương anh mua tặng cho em cái điện thoại. Cần gì phải lý do trời, lý do do mình tự tạo ra chứ. Sinh nhật tặng, 8 tháng 3 tặng, thiếu gì cơ hội. Thì ý em nói là vậy, phải có một cái cơ hội mới tặng được, chứ tự nhiên chị nói là em cứ lãnh lương xong là đem đi tặng. Ủa sao nãy giờ cứ truy bên tôi hoài vậy? Đừng lo em, không sao hết trơn á. Em nói gì đi em, để người ta nói chị mai mối mà chị khó tính quá. Em thấy anh nói nhiều. Như nói hay liếm môi anh, em không thích con trai mà nói liếm môi. Ủa liếm môi là sao? Không, bình thường anh không có, tại hồi nãy giờ anh bị khát nước thôi. Không, em không thích cái điểm nào, ví dụ như lúc mà chị Tường hỏi anh đó là có tặng được không thì anh có thể nói tặng, người máu anh kiếm cái dịp nào tặng, chứ nói không làm sốc phải không? Đúng rồi, hơi bị sốc. Đúng rồi, tại em đã nói ban đầu em thích con trai mà tính toán kỹ. Chết rồi sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị ấy. Sao vậy? Bị đau mắt. Chết rồi, được rồi. Bị đau mắt thôi. Thôi tôi ngồi về ghế, tôi kiểm điểm bản thân là mới được. Khóc hả anh? Không phải, anh bị đau mắt chứ tự nhiên. Có làm gì đâu, tự nhiên anh khóc em. Nói chuyện với em mà khóc làm như là anh đang coi phim ấy. Đúng rồi. Sao chị? Đâu sao đâu. Nói cảm động khóc luôn. Hình như em có băn khoăn điều gì thì phải. Nha.
chắc cái điều tặng cái điện thoại á anh. Anh nói gì? Không phải. Đúng, anh không nghĩ là em băn khoăn điều đó đâu. Tại vì em có khả năng mua được cái điện thoại đó anh. Em không băn khoăn đâu. Thôi, cảm giác gì chúng ta sẽ biết sau một vài phút nữa. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Tình yêu chân thành sẽ xuất phát ngay từ bây giờ hay có thể là bạn, các bạn tự suy nghĩ và quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 3 2 Hãy thật sáng suốt để nhấn nút và không nhấn nút. Bắt đầu. Hết thời gian. Bạn có bấm không? Bạn có bấm hả? Nó lên kìa. Một chút hoảng hốt, một chút lo lắng khi mà màu đỏ nó không hiện lên đúng không? À, băn khoăn cái điều gì bây giờ mình có thể nói thật luôn. Dạ em băn khoăn về tính cách anh đó, không biết có hợp với em không nữa. Tại em tưởng tượng người trầm tính, ít nói, hiền hiền á. Bạn trai, bạn hiện giờ cảm giác như thế nào? Mình nắm tay nhau, cái đi mình đã đấm nối hẹn hò, mình nắm tay nhau lấy cảm xúc, lấy tinh thần. Thì nói chung thì... chia sẻ thật nha. Dạ, khi mà lên đây thì gặp một bạn nữ xinh thế này thì lúc như người nào cũng phải là sao xuyến trong lòng. Với lại mà bạn này làm bên y thì em cũng rất là thích. Tại vì nhà em cũng có nhiều người hay bị bệnh. Bạn này bạn dữ lắm á nha. Dạ không sao. Em nhìn... cái chuyện đó là em chấp nhận. Bạn sẽ quản lý em luôn đó. Dạ. Mình... quản thúc em luôn á. Mình biết anh. Hả? Anh biết hay gì? Anh biết sao không biết? Hiểu không? Dạ, đó là chuyện bình thường. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Những chiếc vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn và mong rằng sẽ nhận được tin vui các bạn. Ok. Mua cho cháu. Dạ rồi, được rồi. Chú mua chi vậy chú? À, chú tặng vợ chú đây. Cảm ơn. Anh tặng mình lúc nào cũng đẹp như hoa. Chị Cát Tường, con chào chú Quỳnh Linh. Chú chào con. Dạ, tại trước khi đến tham gia chương trình đó là ba con có dặn là khi gặp chú Quỳnh Linh thì con phải chào con chú, như vậy con mới ngoan. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn ba con luôn. Con tên gì con? Con tên là Thu Hương, năm nay con 24 tuổi, con là cô giáo. Chú Quỳnh Linh chào cô giáo. Bây giờ để coi gặp bạn trai này coi con hay là chú cháu gì đi. Mời con, yêu mời bạn. Ôi trời, anh đây rồi. Gì vậy? Con vừa lâu bây giờ mới gặp được anh. May quá. May quá. Gì vậy? À. Chào chị Cát Tường. À, chào Thu Hương. Chào anh Quyền Linh và chào bà con. Nè nè, bây giờ kêu anh Quyền Linh bằng anh hay bằng chú? Bên kia kêu bằng chú đó. Thế là chào chú Quyền Linh. Con tên là Chiến. Con năm nay 26 tuổi. Con với chú Linh thôi, còn chị Cát Tường. Con làm nghề gì? Con làm bên chỗ gọi là mọi người chạy ra con lại chạy vào. Là gì? Quả ta. Cái này nghe lạ. Cú quả. Con thì làm trong sân bay quân sự. Ta gọi là bộ đội cứu quả đúng không? Dạ. Dễ thương ha, cứu quả vui vui tính quá hả? Quê bạn ở đâu? Dạ, quê con thì ở Nghệ An. Nghệ An? Dạ. Bạn bên kia quê ở đâu vậy? Dạ thưa chú, con ở Bình Phước, nhưng giờ con đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng làm thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Cũng lớn rồi, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, sâu đậm nhất là một mối tình. Sâu đậm một mối hả? Vâng, kéo dài gần 5 năm. Tại sao ta lại chia tay nhau? Lúc đó là em cũng đi học ở ngoài Hà Nội. Nhiều khi người ta bảo khoảng cách thì xích lại gần nhau. Nhưng mà đối với em đây thì khoảng cách nó có những cái mâu thuẫn. Người con gái ở trong này mình không quan tâm được. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay cũng gần được 3 năm rồi chị ạ. 3 năm nay cứu quả không cho nên không có bạn gái hả? Dạ, phòng không không quân. Mình thì có bao nhiêu mối tình rồi cô giáo? Dạ, em thì mới có một mối tình thôi. Mối tình đó là hồi sinh viên. Mà người ta hay nói là mối tình sinh viên là mối tình gà bông chích bông á. Thì nó cũng không có tới đâu hết chị. Hôn chưa? Rồi. Lớn lên đi, có gì đâu. Học thì giáo viên dạy lớp mấy? Dạ em dạy cấp 3, môn lý. Môn lý khô khan lắm, sao nhìn em ướt nhẹp vậy? Sao ế? Ế là do là tại vì là em chưa tìm được người tử tế. Nên là em rất là tò mò, là không biết là anh nam bên kia là có phải cái mẫu người lý tưởng để em tìm kiếm hay không. Vậy mẫu người lý tưởng của em là người sao? Dạ em thích một người nam, là một thanh niên nghiêm túc, có một lối sống trong sáng, lành mạnh, biết yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm và đặc biệt là phải có chí cầu tiến. Bộ đội bên đây có sẵn hết tất cả mọi thứ đó luôn, yên tâm.
ha. Dạ. Để nhìn nhau thế nào thôi, đã nói bộ đội rồi là kỷ luật sắc lắm. Lập trường tư tưởng vững vàng. Đúng rồi, lập trường tư tưởng vững vàng. Không có gì lo hết. Đúng rồi. Bạn gái như thế nào? Sống tình cảm. Rồi. Vui vẻ, quan tâm tới gia đình. Và có thể là tôn trọng trên và dưới. Đơn giản vậy thôi. Em đơn giản vậy thôi. Ngoài cái nhiệm vụ cứu hỏa ra, bạn còn có cái sở trường gì không? Bộ đội hát được nè. Chứ bây giờ đi cô gái mà nói là biết cứu hỏa không chết rồi. Bên đây hát không có nhu cầu trái ha. Hát bài về Nghệ An ha. Hay hát bài lính cứu hỏa gì đó. Được không? Làm bỡn thử coi. À, vâng, em thì qua đây em cũng không phải là giới thiệu về nghề cứu hỏa. Em sẽ hát một bài về cứu hỏa. Bắt đầu. Chúng tôi là lính cứu hỏa, tuổi đời 19 đôi mươi, gieo dài đẹp trai yêu đời, yêu người yêu mãi em thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn dạ, anh bộ đội cứu hỏa. Vâng. Nhờ có anh mà lần đầu tiên tôi được nghe bài về người lính cứu hỏa. Vâng. Nghe là thích bạn gái hay sao? Cũng dễ thương rồi coi. Nhìn cái chị thì em thích cái đấy. Cũng lanh lẹ lắm dạ. Nè. Đâu có đâu. Trời, lính mà người lính phải năng động gì chứ. Có cái điểm nào không thích? Em không thích phụ nữ là không biết đâu anh. Không biết trên dưới. Có lãng mạn không? Em không biết em lãng mạn hay không, nhưng mà nhiều lúc em trước khi đi ngủ ấy, đôi khi thôi em nằm em tưởng tượng là sau khi em có gia đình nè, em có con đúng không, có thể vợ bằng giày em chở con đi lòng vòng. Ủa sao biết vợ tương lai giáo viên luôn hả? Em nghe rồi, em nghe rồi. Cái này là mới chế lên nè. Em nghe. Mới chế đúng thật không? Nhưng mà vậy là cũng lãng mạn lành lắm rồi. Để em kể rồi. Em chở con ra chỗ mà các công viên mà có khu chơi trẻ con đó chị. Đó, nhìn thấy trẻ con vui đùa cười rất thích. Bây giờ em tiến xa hơn tí nữa là sau khi về già đấy, em đi chống gậy ha, bà vợ đi bên, là đi dạo trong công viên, có một cái đứa cháu. Lúc đó bà vợ nghỉ dạy chưa? Có một đứa cháu là bán bông. Bán hoa. Ví dụ em sẽ gọi, cháu ơi. Kêu gọi đi. Chú mua giùm cháu. Dạ rồi, được rồi. Chú mua chi vậy chú? Chú tặng vợ chú. Đây. Cảm ơn. Anh tặng mình lúc nào cũng đẹp như hoa. Cảm ơn mình hả? Ông chú biết không? Ở xung quanh, ở phía dưới, ở xung quanh đó đấy, có những đôi tình nhân. Cũng lứa tuổi mà các cháu của mình ấy, người ta sẽ nhìn vào em kìa, nhìn hai cụ bà kia lãng mạn trước kia, sau này mình cũng như thế nhé. Ơi mình thế nhé anh. Ước mơ của bạn rất lãng mạn mà trong cái ước mơ quên cái tình tiết trả tiền cho nhỏ bán bông. Mơ khỏi trả. Dễ thương. Được, tôi chịu bạn rồi đó. Được. Bạn có thích ai nói bộ đội không lãng mạn đâu. Để xem cô gái bên này thế nào. Dạ, con chào chú. Chào con. Anh bộ đội dễ thương lắm. Để coi hai người có cùng đi cứu hỏa không nha. Hôm nay tới đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có, là em tới đây với em trai của em nè. Chào bé. Dạ chào chị Cát Tường. Bé thấy anh bộ đội cứu hỏa bển sao? Vui tính á. Nhưng mà ở đây vui tính, không biết về sau là sao ạ. Nhưng giữa tâm lý đàn ông nhau chịu anh này chưa? Đi chơi hợp không? Cái đó chưa biết được à. Cái đó để xem lại đã. Có thể làm anh rể mình được không? Cái đó em chưa biết à. Trời ơi sao khó vậy? Cô có vẻ khó, có bồ chưa? Để chưa. Bữa nào lên đây nha. Rồi bạn có đi với ai không? Dạ có em họ của em à. À em họ. Biết em này khó tính hay dễ tính à. Chị Cát Tường cho anh Quỳnh Linh ạ. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương mà rất là hợp với anh ạ. Em thấy em trai của chị này sao? Em thấy em của chị thì hơi khó à. Hai người ngồi ở đây được không? Dạ. Nếu hai người ngồi ở đây em bấm nút không? Dạ, chắc là em không, tại bạn khó quá. Khó quá. Dạ. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Nãy giờ mọi người xung quanh cảm nhận vậy thôi. Nhưng điều quan trọng là hai bạn có cảm nhận được không? Hy vọng là chú bộ đội gặp cô giáo bên kia ha. Nào chúng ta kéo màn lên. Hai phút dành cho chú bộ đội và cô giáo bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Gặp mặt tặng em bông hoa. Hoa đó mua là có trả tiền. Dạ. Còn cái trong giấc mơ mới là chưa trả tiền. Lúc đầu anh đăng ký, anh bảo anh thích cái cô gái có răng khỉnh,
Em có tăng khảnh rồi, anh thấy là được 60%, còn sau này thì phần trăm kia là để anh chấm sau. Hỏi bạn ấy đăng ký thích bạn gái đăng khển, ban tổ chức tính tặng cho bạn ấy một cô gái răng khển đều hết luôn. Nãy giờ thì em cũng nghe anh chia sẻ cũng khá là nhiều thứ rồi. Thì em muốn hỏi anh một số cái là anh quan niệm thế nào về vấn đề gia trưởng của một người đàn ông? Tại vì anh là người miền Trung đó, là giống như cái anh hồi nãy đó. Anh thì không gia trưởng lắm. Anh có thể làm việc nhà, có thể là anh cũng biết nấu ăn, anh cũng giặt đồ đâu anh mà. Nên là vợ là giáo viên, ví dụ em là vợ anh thì có thể là bẩn giáo án, chấm bài, sổ sách này khác. Không, nhiều lúc em tưởng tượng cái sát thực tế không phải là dạng xẹt chị ạ. Đúng rồi, đó là thực tế đó. Thế thì bạn, anh có thể là phù với em để hai vợ chồng có thể là thời gian rảnh tù tí tù tí. Nhưng mà bộ đội thì thường hay nguyên tắc lắm, nhiều khi nguyên tắc lắm lắm luôn á. Không, cái là tùy người em, bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn. Bộ đội phải có người này người khác thôi. Ví dụ tính em nghe thấy là khó chịu như vậy rồi anh sẽ làm sao? Thì anh thấy những người mà say rượu thì người ta nói say chứng tỏ là chưa say. Em nói ngang chứng chưa chắc thì em gì đã ngang. Sau chương trình này thì có thể là mình ta cho nhau cơ hội để hiểu biết cái ngang bướng của em thế nào. Để tự tìm hiểu thêm đúng không? Sao bạn ấy bộ đội rèn luyện được. Nếu như mà bạn gái trong tương lai của anh có học vấn cao anh chẳng hạn thì anh suy nghĩ sao về vấn đề này? Thì quan trọng là người vợ thôi. Nếu người ta biết dung hòa cái đó thì anh nghĩ là ai học cao thì không quan trọng vấn đề đó. Ví dụ lúc bây giờ là lúc mà yêu nhau không sao, nhưng mà lúc mà lấy nhau về là tự nhiên cái bản tính nó bộc lộ ra là sao? Thì anh vẫn thích nhất một câu nói là chồng dần thì vợ bớt lời, cơm đun nhỏ lửa một đời không khê. Đúng rồi, bộ đội hả? Nãy bạn hỏi câu này, đàn ông á là đôi khi sợ phụ nữ là học cao hơn mình đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi nghĩ rằng với bộ đội thì cho dù học có yếu hơn bạn, nhưng tôi nghĩ rằng bản lĩnh sẽ cao hơn bạn. Đúng không chứ bộ đội? Đúng. Bắt tay cái. Bắt tay. Vô tình cảm cái đi rồi bắt dạ. Lúc. Em phản nhận với anh thế nào? Dạ thì em thấy anh cũng dễ thương, suy nghĩ thì cũng khá là chín chắn. Như là được rèn luyện trong một môi trường rèn luyện nghiêm ngặt như vậy thì cũng có cái kỷ luật cũng khá là cao. Dạ, còn cái vấn đề mà trực đêm rồi gì đó thì cái vấn đề đó là cũng đi đúng không? Trực đêm thì anh thỉnh thoảng mới trực thôi. Chứ không phải là lúc nào anh trực cả. Dạ. Rồi. Vậy em muốn hỏi anh câu nữa được không? Câu nữa thôi. Với anh thì cái gì là quý giá nhất? Anh thấy là gia đình quan trọng. Gia đình là quan trọng nhất. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không. Giữa chú bộ đội. Đó, lúc đó. Phòng cháy, chữa cháy và một cô giáo viên cấp 3. 3, 2, 1, hết thời gian. Lý do tại sao em không bấm? Tại vì là em cũng không hiểu đó. Tại vì là em có một cái cảm giác gì đó là em không thể bấm bây giờ được. Anh nghĩ rằng là có thể ngoài đời các bạn sẽ có điều kiện để làm bạn với nhau. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ tiến tới cái gì đường xa hơn nữa. Trước khi lên chương trình thì em nếu được á thì hai người bấm nút. Mà em cũng không đặt nặng vấn đề là bắt buộc phải cô gái bên kia phải bấm nút. Là nếu em thích là em bấm một cơ hội. Đúng không? Dù sao nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Thay mặt chương trình tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình vào một ngày sớm nhất. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn bạn. Hơi bất ngờ. Cũng hơi bất ngờ chút xíu. Bởi vì tôi cũng đoán là 90% là họ bấm. Thì em cũng đoán bấm đó, em tự nhiên không bấm em tưởng đâu sống là... Đôi khi chúng ta không biết điều gì xảy ra. Đôi khi người ta cứ đoán cuối cùng kết quả thì mới là biết được. Nhưng mà thật ra đó mới là muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Chúng ta phải chấp nhận thôi. Trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không chỉ có những cái bấm nút mà có đi khi không bấm nút nhưng khán giả vẫn nhớ họ. Và biết đâu tình bạn của họ sẽ rất đẹp. Còn bây giờ thì chương trình đã hết thời gian phát sóng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai tuần trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Các tường và Quỳnh Linh chào đón.
quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được truyền theo quạt mắt của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và các bạn ơi, các bạn có thể like vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để có thể tham gia chương trình Mai Mối Online đối với các bạn ở cùng vùng miền với nhau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi để xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau không. Ham ăn. Em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên. Gì vậy? Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn. Được, được, được. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh và rồi, xin chào quý vị khán giả. Chào bạn. Mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường xinh đẹp. Dạ, em tên là Lê Đăng Hậu, năm nay em 26 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai, làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của tập đoàn IAK. Quê mình ở Đồng Nai luôn hả? Dạ không, quê gốc em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì cưới vợ xong về ở Đồng Nai hay là ở Bà Rịa Vũng Tàu? Dạ, cưới vợ hôm trước hết thì là ở Đồng Nai, mà vẫn tùy thuộc vào công việc của bạn nữ mình. Rồi bây giờ mình sẽ nghe bạn gái bên kia giới thiệu nha. Trời. Em là Anh Thư. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên văn phòng cho công ty là sản xuất các đế giày, dây giày Nike. Em làm ở khu công nghiệp Long Thành. Dạ, cũng gần với khu công nghiệp Nhân Trạch chỗ bạn Nam làm luôn ạ. Ngoài ra em còn là giáo viên tiếng Anh. Ban ngày đi làm giờ hành chánh rồi tối về đi dạy tiếng Anh nữa. Dạ. Vậy thời gian đâu mà giờ hẹn hò thì đi chơi lúc nào đây? Cuối tuần chị. À. Em ế thì chắc cũng bởi vì em là con một trong gia đình thì cái việc tuổi tác gia đình cũng quan trọng. Bây giờ tuổi nào là hợp? Em chỉ bị kỵ là tuổi Hợi với tuổi Tuất thôi. Bạn trai tuổi gì? Dạ em tuổi con dê chị ơi. Thình. À, trời thở ra. Tuổi con dê là được rồi ha. Tại sao lý do nào mà bạn đến đây? Cái lý do chính là em đến đây là vì em ế anh. Đến lý do tại sao ế mình có thể được kinh nghiệm không? Là vì em đi làm về thì cũng đi học anh văn, tại vì em rất là thích học anh văn. Rồi mai mốt có cô giáo dạy luôn, khỏi cần đi đâu xa. Yeah. Mình sẵn sàng bồi bổ tiếng Anh giao tiếp cho bạn. Học phí sao? Học phí sao? Nếu như các bạn có lấy học phí không ạ? Học phí thì để mình xem thử cái tấm chân tình, chân thành của bạn như thế nào. Nhưng mà đối tượng của bạn dạy hồi xưa giờ là đối tượng dành như thế nào? Dạ, tầm cấp 2, cấp 3 thôi. Này cấp 4 là cũng dạy nổi không? Dạy lên có người ra trường không bạn? Tốt chị. Tại bởi vì em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên. Chi vậy? Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn. Được. Hay quá, một công đôi việc ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình thích bạn gái thế nào? Trước hết là phải là anh gái trước đã. Phải bạn gái mà không là anh gái chứ. Dạ, là gì? Nhưng mà là, nói chung là anh gái dễ thương, rồi giỏi ngoại ngữ, rồi cái tính tự lập cao. Tự nhiên nghe bên đây tên giỏi tiếng Anh, cái vô rồi giỏi ngoại ngữ. Cái này có đưa ra trong chương trình khi mà chọn người yêu không? Dạ có chị. Thiệt không? Dạ thiệt đúng chị. Có, người ta mới tìm giống vậy đó. Dạ. Ha, yên tâm. Tề gia nội trợ gì được không bạn? Dạ, sở trường của em thì là ca hát. Thì em nấu ăn rất là ngon. Wow. Em tự tin. Thôi giờ mình hát một bài trước đi. Và anh sẽ là tiếng ăn hâm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Mình cảm nhận như thế nào bạn trai? Mỹ Tâm bên đây mình làm Đàm Vĩnh Hưng luôn đi. Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em được ở bên người. Nói chung là mà ngày mai em sẽ là cô dâu mới đó. À, không, ý em là nói cho bạn bên kia thôi ạ. À, thì nói bên kia đó. Dạ. Mình có lợi thế gì và những cái khuyết điểm gì? Em thì người ta nói thì em hơi giống diễn viên Lương Thế Thành. Dạ, diễn viên Lương Thế Thành rồi tính tự giác và độc lập rất là cao. Dạ. Khuyết điểm của bạn là gì? Em hơi lười giặt đồ. Không sao, có máy giặt. Yêu thương có, rất là có lười tắm không? Dạ không, một ngày em tắm tới 2-3 lần luôn chị. Tắm rồi quăng đồ, tắm mặc đồ cũ lại hả? Dạ không, một ngày em xài tắm 3 bộ đồ luôn chị. Sáng tắm, tối tắm rồi đi làm rồi, chị. Đồ chất đóng trong nhà vậy hả? Dạ em hai ngày em mới giặt đồ lần chị ơi. À, bên kia bạn thích một người bạn trai như thế nào? Dạ em chỉ cần 4 tiêu chí thôi, đó là có năng lực, có đạo đức, sống có ước mơ hoài bão và chân thành giản dị. Điểm nào không thích ở người bạn trai?
Dạ, nhậu nhẹt, tính toán, không cần người đó phải quá đẹp, xấu múi, mà chỉ cần là biết chơi thể thao, có giữ gìn sức khỏe tốt là được. Chứ không cần cao thấp. Chắc chắn phải cao hơn em rồi ạ. Dạ, em Lương Thế Thành đấy hả? Dạ, giống hả? Có người ta nói không, anh cũng thấy giống đấy. Mình tính khi nào mình tính tới hôn nhân? Năm nay hoặc cuối năm nay hoặc là sang năm sau. Nhanh dữ vậy hả? Dạ, mình có chuẩn bị gì chưa? Cũng một ít rồi chị. Bao lâu thì mới mua nhà được? Cuối năm nay em sẽ mua đất. Mua nhà thì chắc là hai vợ chồng góp chung để mua. Không, mua đất trước là xây nhà sau cũng được. Có cái lộ trình là đúng được rồi, có tính toán. Nói quan trọng là có lộ trình xong mình tính toán, mình phấn đấu. Được không chị? Được. Hợp lý, nói chung là có. Chị thích những người mà có cái coi đàn gái lập trình nữa, mình phải có cái hoạch định cái tương lai. Đúng rồi. Vậy là được rồi. How you find thank you sit down please and you? Em không hiểu anh ơi. Anh nói còn hiểu lấy gì em hiểu. Bây giờ em thích người đàn ông làm gì cho mình? Nói chung là em mình thấy bạn đó là có chí hướng, có tương lai và có xác định là kết hôn là em thấy là tốt rồi. Được. Dạ. Chỉ sợ là bạn có những cái tật xấu như là nhậu nhẹt hay là lăng nhăng thì em không thích thôi. Không, bạn bên đây tuy còn trẻ tuổi nhưng mà thấy chững chạc lắm. Dạ. Có chí hướng, có phấn đấu, có mục đích. Lát anh hỏi luôn. Dùm cái vụ nhậu nhẹt có không? Em quên hỏi. Không, không có nhậu đâu. Thấy tướng không có nhậu rồi đó. Lăng nhăng không? Dạ. Không có lăng nhăng. Giống... không có lăng nhăng đâu, kinh nghiệm lắm, nhìn sơ quyết liền. Bậy đi, không hỏi rồi đứng ra nói bậy rồi mai mốt người ta đổ anh hứa thôi. Mà em không có lăng nhăng đâu chị ơi, em tuyệt đối chung thủy chị. Chỉ có mặc áo hơi nhăn thôi, không có lăng nhăng. Cái này là em tin tưởng lời anh Quyền Linh. Nếu mà có vấn đề gì em sẽ mắng vô đó. Anh kiếm anh, anh lo. Hay quá, tôi vấn đề chỗ là giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Phải nghĩ là đợi tới năm tốt là một năm nữa. Coi tuổi. Coi tuổi hả? Tin vào phong thủy. Thí dụ bây giờ mình quen nhau, mình yêu nhau hết sức mình luôn, nhưng mà khi mình đi coi tuổi thì không hợp, rồi tính sao? Thì chắc không dám kết hôn đâu, chỉ có về ở nhau thôi. Hả? Cái gì vậy? Tin thì bói dữ vậy trời. Trời ơi, này căng à nha. Cô gái này phong thủy dữ dội lắm nha. Cô bên kia là tính toán vững chãi trong cuộc sống. À, nãy giờ anh nói nghe rồi gì? Dạ. Đừng làm anh thất hứa nha. Dạ. Hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ, em có đi với mẹ em và dì của em ạ. Rồi, chào cô. Chào Quyệt Linh và chào Cát Tường. Dạ. Trước mắt thì cô thấy là bạn nam rất là dễ thương. Dạ. Cái quan trọng là hai cháu tự chọn và dạ, cái cảm nhận của hai tự cháu. Tự chọn mà giờ chọn xong rồi rủi cô đi coi tuổi, cô nói không hợp này, không hợp cái kia, phong thủy không được rồi. Chết tụi nhỏ à cô? Nếu mà về tuổi như vậy thì được rồi. Nói chung là mình muốn thì cũng mình tính không bằng trời tính. Mình cũng... đúng rồi. Cũng mức độ nào mà có thể chấp nhận được thôi. Dạ. Con chào cô, hôm nay con rất là vui được gặp cô ạ. Dạ, con thì cũng rất là tình cảm và nhiệt tình trong việc và nói chung là thích giúp đỡ mọi người. Con cũng đến đây cũng là muốn đến kiếm một người bạn gái, một người vợ thật sự, chứ không con không có lăng nhăng đồ này kia. Dạ. Cô cũng cảm ơn chương trình. Bây giờ để cho hai cháu quyết định. Dạ. Rồi, mình bạn có đi trai, với ai không? Có đi với ai dạ, không? Có đi với em trai với lại bạn đồng nghiệp ạ. Dạ. Em ruột hả bạn? Dạ, em ruột của em ạ. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Nói về chị thì chắc là em thấy là chị là thật là đẹp xinh thật lung linh rồi đó. Quan trọng là anh trai của em có đủ cái thuyết phục để cho chị bấm nút nữa hay không thôi. Đúng rồi, hay quá. Em trai đúng là... số 1 luôn. Vấn đề chỗ em thôi đó ha. Rồi còn người nữa, hỏi luôn ý kiến người nữa. Bạn đồng nghiệp ở cơ quan có nhiều cô theo hậu không, hay hậu có theo nhiều cô không? À, hậu cũng không có ai để ý trong công ty. Cái gì vậy? Đẹp trai tài năng nhưng mà không ai để ý. Chắc có thể là do chưa có duyên. Có thể bạn gái này nay gặp gỡ là một cái duyên của hậu. Hy vọng vậy, cảm ơn bạn. Rồi chúng ta kéo rồi, màn bây lên giờ ha. Cho hai người gặp nhau đi. Cô bên kia xinh lắm ha. Chàng trai bên đây cũng đẹp trai. Hai bên thấy hợp lý rồi đó. Cảm ơn màn. Quan trọng là em nói thế nào để bên kia bấm nút thôi nha hậu. Anh chào em. Anh có món quà tặng em. Em có tính gì cho chuyện tương lai chưa? Dạ có ạ. À. Có nên em mới đến đây. Anh thì rất là thích giáo viên dạy tiếng Anh. Lần trước anh cũng đã bị lỡ một lần rồi. Chắc là hôm nay là duyên số mới được gặp em. Ủa lỡ là lỡ cái chuyện gì? Dạ hôm đó em có công việc em không đi được. À mời lên một lần mà không được. Không, cái này chắc là mình có duyên đó anh. Tại bởi vì lần trước thì em cũng bận đi học. May quá hôm trước gặp bà kia sáu mấy tuổi á. Anh có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Anh không biết hút thuốc. Tập hoài nhưng mà tập không có được. Tập chi vậy? Tự nhiên không biết là tập làm gì? Dạ bạn dụ tập. Thôi. Nhưng mà em tập không được nên là em ghét quá em bỏ luôn.
Anh thì anh làm từ thứ hai đến thứ sáu. Thời gian buổi tối thì anh thường đi học thêm về tiếng Anh nhiều. Nhưng mà chắc anh nghĩ là sắp tới anh sẽ không đi học nữa. Ơ sao kỳ vậy? Vừa thăm em vừa học luôn. Dạ, chắc là anh sẽ không đi học nữa. Em tính chuyện học phí đi. Cô là cô, bồ là bồ nha. Lúc cô lúc bồ là mệt lắm nha. Dạ em cũng hy vọng cái ngày đó sẽ tới là bồ vừa cô luôn nè. Vậy em tính sau này sẽ sinh mấy đứa con. Em nghĩ là cái này mình phải tùy vào kinh tế tài chính của gia đình nữa. Phải đầu tư vào chất lượng giáo dục và cũng như là cuộc sống cho con cái. Thì một hay hai đứa cũng được. Em có biết vì sao là anh lại thích cô giáo dạy tiếng Anh tiếng Nhật không? Là tại vì anh thích sau này sinh con ra sẽ cho con đi du học. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để hẹn hò và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, em thấy anh là một người trai rất là gọi là hiếm có, rất là hiền. Dạ. Anh thì nói chung anh nhìn em là anh thấy là thích. Còn là anh rung. Có thể nói sau cũng được. Còn nhiều thời gian để tâm sự với nhau mà. Trời, chưa gì hẹn hò trước rồi. Thôi được rồi, nói chung cặp này là tôi thấy ổn lắm rồi. Rất là được. Bữa giờ tôi làm mai tôi thấy cặp này tôi ưng nhất nè. Hợp lý hợp tình. Mình có 3 tiếng đếm để quyết định. Xứng đôi vừa lứa. 3 2 1 Nào. Hãy đến gần cô ấy, nắm tay cô ấy để cảm nhận buổi gặp mặt đầu tiên nè. Dạ không, anh có thể cho em hôn cô ấy một cái được không ạ? Được. Nào. Em cho hôn tay thôi ạ. Ồ, rất là hiện đại. À, không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút này nhé. Có mẹ, có em trai, có bạn đồng nghiệp và cả hàng triệu khán giả. Mong rằng các bạn sẽ đến gần nhau hơn. Gửi các bạn những chiếc vé xem phim để chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Qua chương trình này em cũng xin cảm ơn ekip của chương trình đã cho hai chúng em được gặp gỡ nhau. Và em hy vọng chương trình ngày càng sẽ phát triển để có nhiều cặp đôi để tiến tới được bến bờ hạnh phúc mà. Hai bạn chương trình cảm ơn hai bạn. Nắm tay bạn ấy. Dạ, uống nhậu cũng có nhưng mà biết điểm dừng. Ta đi tới nơi chết luôn đâu có dừng nổi. Chưa giờ đi chuyện sườn á. Chưa phải không? Một cặp đôi thật là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem họ như thế nào. Hả Mang? Mời bạn nam. Ai ơi. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nam giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Tấn Thái Hân. 33 tuổi, là kỹ thuật máy tính ở Bình Dương. Quê đâu? Cùng quê với anh. Tiền Giang hả? Bắt lại canh lịch. Rồi, mời bạn giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Hoài, năm nay em 30 tuổi. Em hiện đang sinh sống tại Dĩ An, Bình Dương. Và em là kế toán ạ. Điểm mạnh của bạn là gì? Em là một người phụ nữ của gia đình. Truyền thống thì 70% và hiện đại thì 30%. Dạ, em nội trợ cũng rất là khá. Không ngại làm dâu ha? Dạ không, vấn đề đó em nghĩ đó là chỉ là trách nhiệm và bổn phận thôi. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một bạn nhưng mà cũng quen 5 năm á, thì cũng chia tay rồi. Chia tay bao lâu? Cách đây 3 năm rồi chị. Rồi 3 năm nay là phòng không chiếc bóng? Dạ, em cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà chắc là do em chưa hợp á. Bạn trai, bạn có mối tình nào chưa? Em cũng có từng yêu một lần mà thấy khổ quá trời quá chị. Sao vậy? Đâu ngoại tình hả? Lúc đó mới yêu rồi, đâu gọi là ngoại tình được chứ. Lăng nhăng hả? Quen hai dạ, ba dạ, người? Dạ, 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 là vậy được. Từ đó nay có yêu ai nữa không? Trời, trớ trêu sao? Trời, trớ trêu quá hả? Có người thì như như hai đường chéo. Gặp được có một lần rồi, không còn gặp được nữa. Có người thì giống như là hai đường thẳng vậy đó. Chỉ có thể thấy nhau nhưng mà không có đến được nhau. Hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Nhưng nếu ta tìm hiểu nó sẽ gặp nhau ở điểm vô cực nào đó. Nếu mình lấy nhau thì mình sẽ lập nghiệp, mình sống sinh sống ở đâu bạn? Dạ nhà em ở Bình Dương á chị. Mình sẽ ở chung với ba mẹ hay là mình ra ngoài ở riêng? Dạ ở chung với mẹ, tại mẹ có mình em à. Coi như làm dâu đó, bạn gái thì có đồng ý làm dâu không? Bên đây sẵn sàng, nấu ăn ngon luôn. Mình có yêu cầu tìm cái người bạn trai như thế nào? Đừng có gia trưởng ạ. Có thể nhậu, có thể uống rượu nhưng mà ít thôi, đừng có lầy quá. Dạ cái đó thì em không có quan trọng. Dân Tiền Giang uống hơi nhiều quá. Có bạn, quá tuyệt rồi.
hả? Dạ uống nhậu cũng có nhưng mà biết điểm dừng. Dạ. Biết không? Dạ biết. Ta đi tới nơi chết luôn đâu có dừng nổi. Chưa bao giờ bị chìm xuồng á. Chưa phải không? Dân Tiền Giang hát cái lương hay lắm nè. À, dạ không, em không biết hát cái lương. Không biết hát cái lương, không biết hát ca nhạc không? Dạ cũng được, được. Rồi mình làm bài cho nó vui vui đi. Bắt đầu. Yêu nhau đi em cho ngày tháng năm dần trôi. Yêu nhau đi em thiên đường đó ta thành đôi. Yêu nhau đi em xin đừng đắn đo bờ môi. Dù ngàn lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em. Bạn nữ, làm lại liền, làm lại liền. Sông quê nước chảy đôi bờ, để em chín dài. Để em chín dài mới khờ thương anh. Trời ơi. Ngọt quá. Dạ. Bây giờ tiêu chuẩn của mình người bạn trai là người như thế nào? Bạn ấy chỉ cần cao hơn em là được. Bạn mét mấy? Em mét 52 anh. 52 được. Tưởng 62 mệt à. Mập ốm cao thấp à không quan trọng ạ. À. À. Dạ. Bất cứ cái gì cũng được hết. Ừ, đừng có hô. Mớm được mà. Ủa bên kia hô rồi hả? Mớm. Dạ mớm, mớm vậy. Để hỏi cái vụ này coi. Trời ơi. Vì sao mình dày thì mình cứ bưng cái quà nó nhận vậy thôi. Chi mà bưng cái quà dày gì mà dữ vậy. Chị nó mới lạ chứ. Cách tường quá đẹp. Trời ơi, con bày đặt nó làm như răng đẹp lắm. Còn gắn hộp xoàn vô răng chi vậy ông? Trời ơi, ta gắn vô là khi nào răng ta trắng tinh đều người ta mới gắn. Răng mà thụt vô trong mà cũng gắn hộp xoàn nữa. À nó trong, nó vô trong bị tối quá gắn cho nó chiếu. Chiếu ra à, làm xong thấy mình, coi Kiến thấy mình dễ thương không? Cũng được. Này chắc uống Milu quá. Tự tin rồi chứ. Thích người bạn gái thì sao? Em quan trọng là kính thần á. Hiền, lễ phép, biết trên biết dưới. Nhưng mà quan trọng nhất là biết đặt mình vô cái vị trí của người khác để mà xử sự. Ừ. Em thích như cái đó. Chừng nào tiến tới hôn nhân được, cũng lớn tuổi rồi đó. Càng sớm càng tốt. Nhờ chuẩn bị được cái gì rồi? Nhà cũng có, tiền thì nhiều không có, không có thiếu. Nhiều không có nhưng mà không thiếu. Nhà nhà của ba mẹ mà, nó phải nhà riêng mình đâu. Nhưng mà mẹ có mình em à. Ờ, bây giờ là an cư rồi đúng không? Dạ. Bạn không thích điểm gì ở người phụ nữ? Nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều chuyện của em á, em phân ra làm hai dạng. Một dạng là ví dụ như em với chị nói chuyện với nhau là hai người chỉ bàn về hai chuyện của chị với của em thôi. Còn tự nhiên em với chị mà bàn về chuyện của anh Linh đó. Đó là nhiều chuyện à, đó đúng phải đúng không? Rồi đó. Em cực kỳ ghét. Bàn chuyện với tôi làm chi? Ý nghĩa mua món quà này có ý nghĩa gì không? Tại em hay cười mà anh. Em thấy hình con này giống răng lúc nào cũng cười. À ý nghĩa vậy đó hả? Mua giống mình ha. Để anh coi bên làng gái sao nha. Quan trọng là có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, ổn định. Hả? Gì? Né ra cho em nhìn đó. Không được. Hồi chứ đi, từ từ. Ổn định. Thì coi mắt đàn gái xong rồi đó. Công việc, tiền bạc, ổn định. Bến sao anh? Bạn bên đây á, dễ thương. Tính tình cũng chân thật, người ta gọi là nếu dân miền Tây gọi hai lúa đó. Cũng lúa lúa giống như anh vậy đó. Dạ, nói chung mà mẫu người của em chỉ cần 3 phần 10 của anh là được rồi. Dạ. Mày hơn đó. Cặp này cũng được. Không bây giờ để hỏi thêm ý kiến. Có người thân không? Dạ em có đi với em và bạn của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả ạ. Trinh thấy cái anh này cũng hiền á Hoài. Cũng vui vẻ. Ngoại hình ok không? Hợp không? Ngoại hình thì cũng được. Bạn trai em có đi dài không? Dạ có. Chị họ với là anh rể. À chị họ anh rể. Chào anh. Sao tình hình mình thấy cặp đôi này ổn không anh? Được, tìm hiểu thêm. Còn chị? Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào Hoài. Chị là đến đây thì cũng mục đích là cũng tìm cho em chị một người để đi đến cuối con đường chứ không có đi nửa đường tới đây rồi về. Thì chứ em chị đó là nó nói chung là rất là dí dỏm với yêu đời với lại là theo cái kiểu là như là không có phải là người quá khó khăn đâu. Rất là dễ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình kéo lên cho đôi trẻ gặp mặt nào. Từ từ bình tĩnh nha. Kéo màn. Nè ảnh nè. Chào anh. Chào em. À, hơi nhỏ con anh gửi thôi. Em cảm ơn anh. Em ôm nó có mềm em không? Dạ dạ mềm. Em không em? Dạ em ạ.
Anh có hỏi gì em không ạ? Bị mất ngủ mấy bữa nay. Rồi em có giống như trong tưởng tượng của anh không? Hình như có hơi hơn được chút. À, em cảm ơn anh. Em ở khúc nào ở với em? Em ở ngay chỗ vòng xoay Phú. Anh đi hoài không gặp anh còn. Dạ tới đây gặp được rồi anh. À vậy hồi anh đưa em về. Được không? Anh có quan trọng chuyện hợp tuổi hay không không ạ? Có hơi một chút, nhưng mà cũng cái mà tuổi tác nó cũng không quan trọng lắm đâu. Tại vì một khi mà đã thương người đó rồi á, dù trời sập xuống kêu là họ đừng thương, nó cũng thương à. Dạ. Mình tính chuyện đám cưới rồi. Dạ khoan cho em hỏi cái nữa. Ước mơ lớn nhất của em là gì ta? Ước mơ của em là có được một gia đình hạnh phúc với công việc ổn định là được. Gia đình sao gọi là hạnh phúc? Đồng vợ đồng chồng. Còn anh á, anh đó giờ ước mơ có gia đình. Sáng hai vợ chồng đi làm, chiều á anh về anh chơi con xíu, rồi cái đầu anh phụ vợ làm việc nhà. Đó, ước mơ anh chỉ nhiêu đó thôi. Anh nấu cơm giỏi không? Cơm nấu nồi cơm điện, bắt gạo lên rồi do vậy không? Dễ mà. Em hỏi nó. Nó cao hơn xíu á. Chứ nấu cơm thì... Ý nấu cơm là phải có đồ ăn đồ này kia nữa chứ. À nấu đồ ăn á thì... Tại em nghe anh nói là có phụ việc cho gia đình nên em mới hỏi. Dạ. Nấu những món dễ. Còn nếu như anh nấu mà em ăn không ngon thì có thể em nấu anh giặt đồ, rửa chén gì đó. Em không quan trọng việc anh nấu ngon hay không, mà quan trọng là anh biết chia sẻ với lại em là được rồi. À cái không chuyện đó là trong tư tưởng của anh là chắc chắn là anh sẽ phụ vợ anh à. Rồi tính ra vụ đám cưới được chưa? Chừng nào đám cưới? Dạ. Anh thì rất là dễ, có thể là... À, nhưng mà cũng hơi khó. Gì dễ gì khó. Khi mà em muốn mà bạn đó không muốn cũng không được, bởi vậy em phải tôn trọng bạn. Hỏi khi nào được. Rồi giờ ý muốn ta hỏi em là tùy em đó. Bây giờ em trả lời đi, theo ý em trước đi. Rồi ý em là khoảng cuối năm nay hoặc là đầu năm sau. Đó. Được không? Dạ. Đó, mình đàn ông mình phải nói trước chứ. Mình cứ... Tiền bạc ai quản lý, nói nhanh lên. Dạ, dạ quản lý. Rồi, tốt. Con cái muốn mấy đứa? Hồi đó lúc mà còn trẻ muốn càng nhiều càng tốt. Mà già lớn rồi không biết sức còn được nhiều không biết nữa. Nhắm thử sức còn được nhắm nhiều. Nhắm lượng sức mình vậy là tốt. Biết địch, biết ta là tốt. Cần thắng đúng không? Ừ. Được. Nãy anh nghe chị Cát Tường hỏi em là em cũng từng yêu một người đúng không? Dạ. Anh không mong là tình đầu của em. Mà anh mong là sẽ là tình cuối của em. Bạn gái, nói một câu gì đó với bạn trai. Thật ra thì cơ hội thì có hai cách, thì sẽ là phát triển hoặc là từ bỏ. Nhưng mà em sẽ chọn cách khó nhất là phát triển. Hai người nói rất gọn nhưng mà rất là xúc tích, ấn tượng. Nào, chúng ta để tay nút bấm. Tôi nghĩ là kỹ để quyết định nha. Thôi. Nhắm phát triển được hay không? 3 2 1 Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau cùng phát triển. Cố gắng lên nha. Dù gái hay trai cũng chỉ hai là đủ thôi. Sức người có hạn, giờ muốn không đủ cũng không nổi nữa. Để tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Không, đừng có nụ cười duyên dễ sợ luôn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Anh cảm ơn luôn. Dạ dạ. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trong các hệ thống áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nắm tay cha nhau. Lo ôm ông đó không ôm ông này. Nó về ôm ông đó hoài luôn à. Rất là dễ thương. Cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với họ. Em muốn gia đình để cho mẹ yên tâm. Mẹ đã khổ với em nhiều rồi. Mời bạn trai. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin, trước tiên là em xin chào anh Huyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, và xin chào quý vị khán giả. Chào em. Em tên là Võ Thị Hồng Linh. Dạ, em 32 tuổi ạ. Quê quán em ở Ba Tri, Bến Tre, và hiện là em đang công tác tại Mỹ Tho, Tiền Giang ạ. Anh trai, giới thiệu về mình đi.
Xin chào anh Quyền Linh, được xin em. Chào chị Hồng Vân và chào xin em. Chào quý khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Nguyễn Phước Tường, 38 tuổi, quê ở quận 9 và nghề nghiệp là giáo viên dạy. Quê nào quận 9 ông ơi? Quê xa lắm á, quận 9 quê á. Hồi hộp, hồi hộp. Em là thầy giáo dạy về gì? Dạ, em dạy văn anh Quyền Linh. Dạ, bao nhiêu năm rồi? Dạ, dạy 12 năm. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là sống hòa đồng, có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ với người khác. Khuyết điểm thì nhất là nó hơi bề bộn. Cái khi cái phòng... Tại chưa có gia đình nó vậy đó, phải không? Dạ, em cũng không giấu gì anh Quyền Linh, em cũng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Em có mấy đứa con? Dạ, có một cháu gái. Lớn chưa? Mấy tuổi? 2 tuổi rưỡi. Con trai hay con gái? Dạ, con gái, ở với mẹ. Đó. Em nghe cái việc mà ảnh đã một lần gãy đổ như vậy thì em có cảm thấy lấn cấn hay là như thế nào không? Theo em thì duyên phận, mỗi người đều có cái duyên phận khác nhau. Ví dụ anh bên kia duyên phận là bao nhiêu đó thì hết. Ừ. Thì duyên phận của người sau tiếp nữa hay không thì hôm nay sẽ biết. Em có mấy mối tình rồi? Tình duyên của em thì trải qua một mối tình cách đây 7 năm, quen vài tháng nhưng mà em thấy bạn kia nhỏ tuổi hơn nên là em quyết định chia tay. Trong 7 năm em chưa có mối tình nào khác nữa hả? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Người này chắc có nhiều mối tình lắm, sao có một mối tình rồi trời. Có nhiều người theo đuổi không? Dạ cũng có, nhưng mà tại vì quê em là ở Ba Tri, Bến Tre, nhưng mà em lên Mỹ Tho em làm thì em muốn định là lập nghiệp trên đó. Rồi công việc ổn định thì em mới tính tới gia đình. Giờ ổn định chưa? Dạ rồi. Em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em là biết thiêu thừa may vá, nội trợ. Còn nhược điểm của em là do gia đình hồi xưa nhỏ là nhà ăn chay, nên là ăn chay em không có nấu đồ ăn mặn nhiều. Thì sau này khi đi làm thì em có ăn mặn nhưng mà ít nấu mặn ở nhà. Em dạ, chào chị. Ừ, chào em. Vợ trước của em là tụi em chia tay nhau bao lâu rồi? Khoảng hơn nửa năm. Tôi ly thân trước đó cũng cả năm. Là tụi em đã đăng ký kết hôn chưa? Dạ, chưa đăng ký luôn. Cô ấy không chịu đăng ký, nhiều lần hứa hẹn, em biết không biết gì lý do gì. Lý do sao mà chia tay vậy? Cái vấn đề tài chính nữa, tại em là giáo viên á, cái thu nhập chị cũng biết rồi. Với lại một điều nữa có thể là cô ấy không muốn làm dâu. Bây giờ là em có hay lại thăm con không? Dạ có, tuần nào em cũng đến thăm cháu một lần. Có nào cũng quay về không? Dạ chắc không, em nói rất nhiều. Có nghĩa là tự động hai người chia tay luôn? Dạ, cứ đi. Em có viết một cái tờ giấy cam kết ta vậy thôi, viết em giữ vậy thôi. Có giấy cam kết đúng không? Dạ dạ có. Đó anh lo cái vụ đó đó, em thủ rồi đúng không? Nhiều khi đang có người yêu thì có quay về cũng nổ, tôi với anh chưa chia tay sao? Nhưng mà nếu cô ấy quay về quay lại với em thì em nghĩ thế nào? Mới thật ra bây giờ em cũng không còn tình cảm, chỉ còn cái nghĩa thôi chứ tình cảm thì nó cũng hết luôn rồi. Anh phải làm rõ ràng cái chuyện này đó. Dạ. Xin lỗi em vì quyền lợi của nhà gái cho nên chị phải hỏi hết. Cái một nửa của em phải là một người đàn ông như thế nào? Hài hước, vui tính nhưng mà nghiêm túc trong tình cảm, biết chăm sóc, quan tâm người thân trong gia đình. Khi mà bên ngoài giao tiếp xã hội thì khi mà bước vào gia đình thì vẫn quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình. Và bây giờ thì em muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ em cũng đơn giản thôi, biết lo cho gia đình, sống có trách nhiệm, tôn trọng người khác, lễ phép với người lớn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Tuổi này cũng không quan trọng cái điều đó. Không quan trọng. Dạ nói chung không, cô trung bình là bên, được rồi. Cô gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn, yên tâm ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay thì em đi với cô ruột của em. Chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị Hồng Vân. Tôi thấy cháu trai này cũng tướng cũng lịch sự, cũng hiền, vui vẻ. Cô nhận xét thì hai cháu cũng xứng đôi. Cô chúc hai cháu có duyên với nhau và bấm nút. Khuyến khích là bấm nút rồi đúng không? Còn em đi với ai vậy? Dạ em có đi với mẹ và một người bạn đồng nghiệp. Tôi thấy tùy theo sở thích của con tôi thôi. Tôi cũng đã già rồi. Dạ. Không nghĩ gì hết. Nhưng mà bác cảm nhận về cái cô gái này như thế nào ạ? Người nào cũng vậy thôi. Dạ. Miễn là con tôi nó đồng ý là được. Dạ. Có nghĩa là mẹ là hoàn toàn là mẹ theo ý em hết đó nha em. Dạ. Cái điều mà mẹ muốn là chỉ mong em có hạnh phúc thôi. Bạn trai đã xúc động và rơi nước mắt đó. Vâng thấy mà. Em muốn gia đình để cho mẹ yên tâm. Mẹ đã khổ với em nhiều rồi.
Rồi, cảm ơn cô. Quan trọng là chứng minh mình nha. Dạ. Nào, mở rào. Chào em. Đứng lên luôn. Con có bông muốn tặng cho em. Dạ, rồi, cảm ơn. À, em là con gái Bến Tre miền Tây nên là cũng có trái cây ở miền Tây em gửi. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Dạ. À, anh hơi xúc động chút xíu, thông cảm cho anh. Dạ. Thì qua trao đổi hồi nãy giờ thì anh thấy là em xin mời anh nói trước. Tự nhiên không biết nói gì nữa. Em dễ thương, xinh. Giống như là giữa chúng ta có một cái điểm gì đó chung rồi đó mà anh chưa tìm ra. Anh nghĩ là như vậy. Dạ. Yeah. Em có nhận xét gì về anh không? À, nãy là em nghe là thầy giáo dạy văn nên chắc dạy văn thì cũng cảm xúc dạt dào. Người nam thường là rất là ít rơi nước mắt, nhưng mà một khi rơi nước mắt thì em nghĩ là cảm xúc cũng dâng trào rất là nhiều. Từ đây xuống Mỹ Tho bao nhiêu cây em ha? Ủa chưa đi lần nào à? Có đi rồi nhưng mà không có để ý anh Quyền Linh. Chính em chạy về Võ Văn Kiệt, em đi ra quận 6, em leo lên cao tốc, em chạy cái ào tới khoảng chừng 30 phút là tới Mỹ Tho rồi. Gì được. Nói chung 2 tiếng anh cũng đi nữa. Sau này em với anh quen nhau thì thí dụ em có thể ở trên này hay là ở dưới? Thì cái hoàn cảnh gia đình anh em cũng biết rồi. Ba mẹ chỉ có một mình anh thôi. Mẹ thì cũng hơi lớn tuổi, khó mà cũng sống xa nhà được. Về quận 9 sống với anh được không? Em do là em đi làm xa nhà nên là không ở chung với ba mẹ. Gia đình mà có ba mẹ thì em nghĩ cũng tốt. Rồi ví dụ như giờ nếu mà cổ lên quận 9 ở đây trên đây với em thì em có xin được việc làm cho cổ không? Em làm mình lĩnh vực gì? Quên nữa. Em trưởng nhóm bán hàng. Lĩnh vực này em cũng rành lắm. Tại chị Vân ơi, công việc của em không phải là làm trong văn phòng. Công việc của em là đi thị trường. Dễ mà thành phố Hồ Chí Minh là cái mạng này phát triển dữ lắm. Không có lo. Anh nghĩ là một người có tài thì ở đâu cũng có việc làm thôi. Anh nghĩ là như vậy đó. Mình sẽ tìm được thôi. Em có suy nghĩ gì về cái vấn đề đó? Thì lương anh thì không được cao lắm. Lương của anh, nói chung là em thì không quan trọng vấn đề lương, mà quan trọng á là trong cái cuộc sống của mình á là mình có cái chí cầu tiến. Thì công việc của anh thì nó cứ như vậy thôi, ngày nào cũng vậy. Dạ. Cấp sách vở lên trường dạy, hết giờ đi về, nó cũng ổn định. Dạ. Cũng không có gì đột phá thay đổi. Em phải tìm sự đột phá chứ, đúng không? Cuộc sống đôi khi nó còn cần phải có sự bất ngờ thay đổi nào đó cho nó thú vị hơn. Đúng không thầy giáo? Em hiểu ý anh Linh nói. Bây giờ em thử nhìn quấy cô làm, em làm bài thơ, bài văn nào đó thử xem. Có, em có làm bài thơ cách đây mấy ngày. Xin tặng em bài thơ. Em có thích thơ không cưng? Dạ có. Đó, vậy đúng rồi, em đọc đi. Gửi em. Tâm đầu ý hợp vượt bão giông, yêu nhau cho hạnh phúc mặn nồng. Mình cùng xây tổ ấm yêu thương, cùng nắm tay ta đi hết dặm trường. Thơ em thích nhưng mà em cũng xúc tích. Vậy đó, mình có điểm chung rồi đó. Nãy em nói mình có điểm chung rồi, giờ em mới. Anh ơi, mình gặp nhau đây là duyên mình có, phận thì sao anh? Đối liền. Phận thì chờ chút nha em. Không có nghĩ ra được thì nhưng mình đã gặp phận thì sao anh? Như vậy mình phải tiến nhanh gì đó, tiến hành bấm nút. Tiến hành bấm nút. Đúng ta xung vầy. Đúng ta xung vầy. Em phải có giấy có viết rồi em. Không cảm giờ anh tự nhiên chưa nghĩ ra được cái thơ đó. Rồi thôi được rồi. Dạ. Anh đã một lần đổ vỡ, anh hiểu được giá trị của hạnh phúc. Hy vọng là hôm nay chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Dạ. Đừng bấm vì tất cả điều gì cả. Chuẩn bị. Hãy bấm bằng trái tim của mình. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc
chúc mừng. Thực ra chị nói thật với em là em bấm cái nút này là chị thực sự là chị cảm ơn em. Bây giờ thì mình đặt nụ hôn đầu tiên. Phép cô cho con hôn em một cái. Cô xúc động nãy cô dưới cô xúc động lắm luôn á. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu hai bạn tiến đến hôn